xa ngã rồi. Chúa ơi, xin người thương xót tôi con. Cùng đời con xa Chúa rồi. Chúa ơi, xin người tha thứ tôi con. Bởi vì lòng tham trần gian mà con cầu xa vì lòng ham mê nên con đánh mất ngài, chạy theo niềm vui trần gian mà con cao xa chưa, rồi khi buồn đau hay khó khăn tiền bạc lại tìm về con cao xa chưa, rồi khi buồn đau hay khó